có 8 vị thảo dược quý hiếm mà trời ban cho các chị em tuổi trung niên, đặc biệt là các chị em sau sinh thì càng cần phải dùng nó mỗi ngày để giữ gìn nhan sắc và tuổi thanh xuân của mình. Thứ nhất là Labicia Pumina. Đây được mệnh danh là nữ hoàng của thảo dược, là quốc bảo của Malaysia. Nó có tác dụng giúp cho các chị em có thể tăng kích thước vòng bụng, tăng cường ham muốn, cải thiện chứng lãnh cảm và kéo dài tuổi thanh xuân của mình. Thứ hai là u sồi. Chất này rất là hay này, một người uống và hai người cùng vui. Đặc biệt là tốt cho các chị em sau sinh. Nó giúp co hồi cơ tử cung và làm xe khít cơ âm đạo, khiến cho chồng mê tít tìn tịt và không rời ra được. Thứ ba là tinh chất nhân sâm. Nó giúp cho các chị em bổ huyết dưỡng da, cải thiện tình trạng cô bé bị khô hạn, bị đau rát khi quan hệ, cực kỳ hiệu quả. Thứ tư là đương quy, nó được mệnh danh là thánh phẩm phụ khoa, có tác dụng là điều kinh dưỡng huyết, giúp cho da dẻ hồng hào căng bóng, xua đi lám má tàn nhang. Các chị em chỉ cần sử dụng một liệu trình từ 2 cho tới 3 tháng, tùy theo tình trạng sức khỏe của mỗi người, sẽ giúp cho các chị em có một nhan sắc và khiến cho vạn người mê mẩn và đảm bảo rằng chồng của các chị em sẽ mê các chị em mê tít tìm tịt và không rời ra được.